Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng các sở ngành chức năng và các địa phương liên quan họp xem xét kiến nghị của 7 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch tại vườn quốc gia Cát Bà. Hôm nay, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và các đoàn kiểm tra tiếp tục kiểm tra công tác cải cách hành chính tại một số sở ngành địa phương theo kế hoạch 33 ngày 7 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố. Bế mạc và trao giải các tác phẩm tham gia liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 40, 38 tác phẩm xuất sắc nhất ở các thể loại đã được vinh danh giải vàng, trong đó có một giải vàng đến từ Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đảng ủy Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức hội nghị Đảng ủy kiểm điểm công tác lãnh đạo năm 2020 và thảo luận ra nghị quyết lãnh đạo năm 2021, kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo chỉ huy quản lý năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dự và chỉ đạo tại hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận nhất trí cao thông qua nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy năm 2021. Theo đó, tập trung lãnh đạo thực hiện hai nhiệm vụ chính: quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng bộ đội biên phòng thành phố vững mạnh toàn diện. Xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong bộ đội biên phòng thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh: năm 2020, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, quân và dân thành phố nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ kép, tốc độ tăng trưởng ổn định ở mức hai con số. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đạt hiệu quả cao, không có trường hợp dương tính. Những kết quả đó có sự đóng góp tích cực của lực lượng bộ đội biên phòng thành phố, tạo được niềm tin, đáp ứng sự kỳ vọng của chính quyền và nhân dân thành phố. Đối với công tác soạn thảo nghị quyết lãnh đạo năm 2021 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng thành phố, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá cao các nội dung, nhiệm vụ đầy đủ, rõ trọng tâm, trọng điểm. Tuy nhiên, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng thành phố cần xem xét điều chỉnh kết cấu báo cáo theo trình tự phù hợp hơn, tập trung lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác đánh giá, nắm tình hình trong nước và thế giới, tham mưu với thành phố và cấp trên các biện pháp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biển đảo, cửa khẩu cảng của thành phố, chủ động phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại trên biển, nhất là trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực khai thác cát. Đối với công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, Đảng ủy cần làm nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra thiếu sót, khuyết điểm và giải pháp khắc phục. Các khuyết điểm của tập thể phải gắn vào cá nhân cụ thể để rõ trách nhiệm. Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng cùng các ngành chức năng địa phương liên quan họp xem xét kiến nghị của 7 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch tại vườn quốc gia Cát Bà, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch dịch vụ thủy sản thương mại Thùy Trang, công ty cổ phần thương mại Tùng Long, công ty cổ phần dịch vụ du lịch đảo Cát Dứa, công ty cổ phần khu du lịch đảo Cát Bà, công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Đông Kinh, công ty cổ phần thương mại Thanh Bình, công ty trách nhiệm hữu hạn đảo Cát. Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp kiến nghị từ năm 2009 đến năm 2016, các cơ quan chức năng không tiến hành kiểm tra để xử lý vi phạm và yêu cầu tháo dỡ các công trình tại các điểm kinh doanh du lịch vườn quốc gia Cát Bà. Thành phố chỉ đạo tháo dỡ các công trình tại vườn quốc gia Cát Bà là để giao cho tập đoàn Sun Group là lợi ích nhóm, và đề xuất thành phố tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án và thuê môi trường rừng để tiếp tục đầu tư kinh doanh tại đây, cũng như bồi thường thiệt hại khi tháo dỡ các công trình. Trả lời các doanh nghiệp, thành phố đang chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan đến công tác quản lý và các đoàn kiểm tra giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2016 trong việc không xử lý vi phạm và yêu cầu tháo dỡ các công trình tại các điểm kinh doanh du lịch vườn quốc gia Cát Bà, từ đó xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Việc đầu tư xây dựng các công trình để kinh doanh du lịch tại vườn quốc gia Cát Bà là vi phạm quy định pháp luật và không phù hợp với quy hoạch. Vì vậy, thành phố không xem xét kiến nghị được tiếp tục đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp. Thành phố cũng khẳng định không có lợi ích nhóm trong việc chấm dứt hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Việc xử lý các vi phạm trên không phải để lấy đất giao cho tập đoàn Sun Group hay bất cứ doanh nghiệp nào khác, mà chỉ để trồng cây, trả lại diện tích đất rừng tự nhiên, môi trường sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học cho vườn quốc gia Cát Bà, khu dự trữ sinh quyển thế giới và đặc biệt là khu vực Vịnh Lan Hạ.
các cá nhân thuộc Vườn Quốc gia Cát Bà đã vi phạm khi ký các hợp đồng liên doanh liên kết với 7 doanh nghiệp. Vì vậy, thành phố sẽ chỉ đạo việc bồi thường nếu có theo quy định của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước sau khi có phán quyết của tòa án. Sau khi nghe ý kiến của 7 doanh nghiệp và các sở ngành đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng kết luận, đây là vụ việc được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng xác định là vụ việc phức tạp và đã giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo xử lý dứt điểm, điều tra khởi tố vụ án theo quy định. Về kiến nghị của các doanh nghiệp, thành phố xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Các cơ quan chức năng ra soát cung cấp các văn bản thay thế văn bản đã hết hiệu lực để cung cấp cho doanh nghiệp nắm rõ các quy định của pháp luật hiện hành. Giao Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố hoàn thiện văn bản trả lời chính thức các kiến nghị của doanh nghiệp. Thành phố tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp khẩn trương tháo dỡ các công trình sai phạm, khắc phục hậu quả. Nếu các doanh nghiệp không tự tháo dỡ, thành phố sẽ chỉ đạo tổ chức thi hành cưỡng chế. Vườn Quốc gia Cát Bà cải tạo lại các khu vực trên để trồng cây, trả lại diện tích đất rừng tự nhiên, môi trường sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học. Công an thành phố khẩn trương hoàn thành thủ tục khởi tố các bị can có liên quan đến các sai phạm. Đối với các trường hợp vi phạm chưa đến mức phải xử lý trách nhiệm hình sự, cơ quan chức năng xem xét xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng và địa phương tuyệt đối không để phát sinh các trường hợp tương tự. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến về phương pháp luận và bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương, gọi tắt là DDCI thành phố Hải Phòng năm 2020. Đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố dự và chỉ đạo hội thảo. DDCI là bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương. Đây là năm đầu tiên chỉ số này được triển khai đánh giá tại thành phố Hải Phòng. Chỉ số này được xây dựng và tiến hành khảo sát nhằm đánh giá năng lực điều hành kinh tế của các sở, ban ngành và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện để thúc đẩy sự cạnh tranh, thi đua, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế xã hội của thành phố nói chung. Đồng thời, đây cũng là mục tiêu mà Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đặt ra để các sở, ban ngành và địa phương cùng đồng lòng, chung sức cải cách, nâng cao năng lực điều hành kinh tế của chính đơn vị mình và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố. Hội thảo tham vấn ý kiến về phương pháp luận và bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương DDCI thành phố Hải Phòng năm 2020 sẽ giúp cho các đơn vị trực tiếp tham gia hiểu rõ hơn về bộ chỉ số này, phương pháp luận và kế hoạch thực hiện, để từ đó đưa ra các ý kiến tham vấn. Trên cơ sở đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng với đơn vị tư vấn sẽ nghiên cứu hoàn thiện các nội dung trình Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định về bộ chỉ số DDCI Hải Phòng năm 2020 trong thời gian sớm nhất. Thực hiện kế hoạch 33 ngày 7 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước tại thành phố Hải Phòng, hôm nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và các đoàn kiểm tra tiếp tục kiểm tra công tác cải cách hành chính tại một số sở ngành địa phương. Đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng đoàn kiểm tra số 1 về công tác cải cách hành chính của Ủy ban Nhân dân thành phố làm việc tại Sở Ngoại vụ, thực hiện mục tiêu cải cách hành chính xây dựng chính quyền điện tử của thành phố. Năm 2020, Sở Ngoại vụ đã tăng cường kiểm tra, rà soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính, triển khai hiệu quả cơ chế một cửa, tiếp nhận và giải quyết đúng thời gian thủ tục đối với các hồ sơ hành chính của tổ chức công dân. Trong đó đẩy mạnh cải cách hai thủ tục hành chính gồm chứng nhận, hợp pháp hóa lãnh sự và cấp phép tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế. Đến nay, 100% hồ sơ thủ tục cấp phép hội nghị hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố được thực hiện trực tuyến qua cổng dịch vụ công thành phố. Từ đó đã giúp giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp phép này từ 15 ngày xuống còn 7 ngày. Năm 2019, Sở Ngoại vụ xếp thứ 6 trên 20 sở ngành thành phố về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính và 5 trên 20 về chỉ số hài lòng của người dân doanh nghiệp. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Anh Quân ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của Sở Ngoại vụ thời gian qua. Trong thời gian tới, Sở Ngoại vụ cần nắm bắt, dự báo tình hình, tham mưu kịp thời, xây dựng các hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đưa việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001/2015 vào thực chất, từ đó nâng cao chất lượng hiệu quả công việc. Về các kiến nghị của Sở như cần hoàn thiện phần mềm đánh giá sự hài lòng của người dân tại bộ phận một cửa, bố trí kinh phí cho công tác hiện đại hóa nền hành chính, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Anh Quân giao Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ngành liên quan sớm xem xét giải quyết.
Chiều nay, đoàn kiểm tra số 1 của Ủy ban nhân dân thành phố do đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra cải cách hành chính năm 2020 tại Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng. Tính đến ngày 15 tháng 12 năm 2020, Ban quản lý khu kinh tế đã nhận được hơn 3.800 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Hiện có hơn 3.700 hồ sơ đã giải quyết, 93 hồ sơ đang giải quyết. Các thủ tục hành chính được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo yêu cầu về thời gian, không có phản ánh kiến nghị từ nhà đầu tư và doanh nghiệp. Ban quản lý khu kinh tế cũng chú trọng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật một cách thường xuyên, liên tục kịp thời phát hiện những nội dung chồng chéo, mâu thuẫn hết hiệu lực để bảo đảm tính hợp pháp. Kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Anh Quân yêu cầu thời gian tới Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng cần nỗ lực hơn nữa, xác định các điểm yếu để khắc phục, trong đó yếu tố con người là quan trọng để thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính, rà soát lại các thủ tục, cập nhật thông tin, các quy định của pháp luật để nâng thứ hạng trong công tác cải cách hành chính. Về công tác năm 2020, đồng chí ghi nhận Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng thực hiện hiệu quả 18 nhiệm vụ của năm, gồm 5 nhiệm vụ trọng tâm và 13 nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời mong muốn Ban quản lý tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư và thu hút xúc tiến đầu tư, nhất là trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Nhất trí với các giải pháp Ban quản lý khu kinh tế đề ra trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố mong muốn Ban quản lý chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, công khai minh bạch các thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời đúng quy định pháp luật các hồ sơ thủ tục, thực hiện tốt quy chế phối hợp, nhất là với chính quyền các địa phương trong việc quản lý lao động, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ cụ thể để triển khai hiệu quả, tạo sự hài lòng và thu hút được các doanh nghiệp lớn đầu tư vào thành phố. Sáng nay, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có buổi làm việc kiểm tra công tác cải cách hành chính và thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Năm 2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã xây dựng 51 văn bản thực hiện triển khai công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, tăng cường thực hiện thanh tra kiểm tra về công vụ, về trách nhiệm người đứng đầu các phòng đơn vị, hoàn thành 226 trên 262 nhiệm vụ được thành phố giao, đạt 86,26% kế hoạch, đang thực hiện 36 nhiệm vụ. Thực hiện chương trình công tác năm 2020 tại quyết định số 3319 ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở đã triển khai hoàn thành 3 trên 3 nhiệm vụ, đạt 100% kế hoạch. Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam ghi nhận Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ thành phố giao, làm tốt việc tham mưu và giải quyết các chế độ chính sách, thăm tặng quà cho người có công, người nghèo, công nhân người lao động chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Bên cạnh đó, đồng chí Lê Khắc Nam cũng đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội cần thẳng thắn nhìn nhận lại những nguyên nhân chủ quan, khách quan để khắc phục những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao tại chương trình công tác năm 2021, bảo đảm đúng tiến độ, kịp thời, hiệu quả, đồng thời nâng cao chất lượng tham mưu các văn bản, xây dựng và triển khai kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2021 của đơn vị. Tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố những giải pháp cụ thể, khuyến khích người dân, tổ chức sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích, tăng tỷ lệ hồ sơ nhận và trả kết quả qua các loại hình này. Chiều nay, kiểm tra về công tác cải cách hành chính và tình hình thực hiện chương trình công tác năm 2020 tại quận Lê Chân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam, trưởng đoàn kiểm tra số 2 ghi nhận và đánh giá cao quận Lê Chân đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ thành phố giao, quyết liệt triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19, làm tốt công tác chỉnh trang đô thị tại đường Hồ Sen Cầu Giáo 2 và tuyến đường quanh khu trung tâm thương mại Ion và công tác an sinh xã hội. Liên quan đến công tác cải cách hành chính và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị quận cần tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn quận như dự án khu tái định cư A15 phường Vĩnh Niệm, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất dự án TM8, giải quyết dứt điểm tồn tại khu dân cư Quán Nam phường Kênh Dương. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố giao, bảo đảm đúng tiến độ, kịp thời, hiệu quả, nâng cao chất lượng tham mưu các văn bản, xây dựng và triển khai kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2021, đẩy mạnh cải cách hành chính tại đơn vị, đặc biệt triển khai nhiệm vụ trong kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của thành phố, thực hiện sắp xếp kiện toàn các phòng đơn vị thuộc quận, tiếp tục vận hành hiệu quả hệ thống một cửa điện tử của thành phố, bảo đảm cập nhật 100% hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống, góp phần cùng thành phố nâng cao chỉ số cải cách hành chính và thu hút đầu tư.
Chiều nay, đoàn kiểm tra cải cách hành chính nhà nước thành phố do đồng chí Lã Thanh Tân, Giám đốc Sở Tư pháp, trưởng đoàn kiểm tra số 3 đã kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước tại Sở Công Thương. Thời gian qua, công tác cải cách hành chính được Sở Công Thương Hải Phòng triển khai tích cực, có nhiều đổi mới, trong đó tập trung thực hiện cơ chế một cửa liên thông, cải cách tổ chức bộ máy quản lý, sử dụng biên chế, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính. Sở triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của cơ quan, bảo đảm 100% việc gửi nhận văn bản trên môi trường mạng. Hiện nay Sở Công Thương đang có 34 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4, trong đó bao gồm 25 thủ tục hành chính mức độ 3 và 9 thủ tục hành chính mức độ 4. Sở đã triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành HP eOffice. Trong thời gian tới, Sở Công Thương Hải Phòng tập trung triển khai kế hoạch cải cách hành chính, trong đó chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, rà soát, nghiên cứu, đề xuất phân cấp một số thủ tục hành chính cho Ủy ban Nhân dân các quận huyện, đưa vào vận hành tốt hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 theo nghị quyết số 71 của Chính phủ. Cũng trong sáng nay, kiểm tra về công tác cải cách hành chính năm 2020 tại huyện Cát Hải, đại diện đoàn kiểm tra số 3 của Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất với đánh giá về kết quả thực hiện cải cách hành chính mà huyện đạt được trong năm qua, cũng như phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Tuy nhiên, để nâng cao chỉ số cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật kỷ cương công vụ, đoàn kiểm tra số 3 đề nghị huyện Cát Hải cần tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, giải quyết kịp thời hồ sơ thủ tục hành chính để nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, huyện cũng cần thường xuyên rà soát, cập nhật đầy đủ kết quả thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban Nhân dân thành phố và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố giao trên hệ thống HPNet, tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hiện nghiêm việc đối thoại với công dân trong quá trình giải quyết, siết chặt kỷ luật kỷ cương công vụ gắn với nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh thành phố bước vào chặng đường phát triển mới và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính công và từng bước xây dựng chính quyền điện tử. Xác định mục tiêu tổng quát là tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26 là một trong những nội dung quan trọng được đề ra tại Hội nghị huyện ủy Vĩnh Bảo lần thứ 3 diễn ra sáng nay. Đồng chí Lê Ngọc Chữ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính thành phố dự hội nghị. Năm 2020, huyện ủy Vĩnh Bảo tiếp tục có những đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, thực hiện thành công nhiệm vụ kép phòng chống dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội. Huyện Vĩnh Bảo hoàn thành 16 trên 19 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu. Trong đó, giá trị sản xuất trên địa bàn tăng hơn 14% so với năm 2019. Năng suất lúa bình quân đạt hơn 66 tạ một hecta một năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt gần 246 tỷ đồng, tăng gần 15% so với năm 2019. Năm 2021, huyện Vĩnh Bảo chọn chủ đề năm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Xác định mục tiêu tổng quát, tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26. Tập trung huy động tốt các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông đối ngoại, hạ tầng đô thị. Xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới và có ít nhất một xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Chữ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính thành phố, ghi nhận và chúc mừng các thành tích của huyện Vĩnh Bảo đã đạt được trong năm qua. Đối với các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2021, đồng chí Lê Ngọc Chữ mong muốn huyện nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành những nhiệm vụ đã đặt ra một cách tích cực hiệu quả. Trong đó tập trung vào công tác cải cách hành chính, đổi mới cách làm, ưu tiên phát triển công tác cán bộ, đưa huyện phát triển một cách bền vững. Chiều nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng tổ chức giải thể thao chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2020 và 31 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2020. Tới dự có Đại tá Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Công an thành phố Hải Phòng. Tham gia giải thể thao có gần 100 vận động viên thuộc khối cơ quan của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Công an thành phố. Giải thể thao diễn ra trong thời gian một ngày, các vận động viên sẽ thi đấu tranh tài ở các nội dung như tennis đôi nam, bóng chuyền nam, cầu lông đôi nữ, bóng bàn đôi nam, bóng bàn đôi nữ. Giao lưu thể thao nhằm thúc đẩy phát triển phong trào thể dục thể thao trong các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại,
với phương châm khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo tinh thần đoàn kết khi thế thi đua sôi nổi, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 31 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Sáng nay, đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên tới dự lễ khánh thành bàn giao nhà cho một số hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thủy Nguyên trong năm 2020 đã tổ chức khởi công khánh thành gần 300 ngôi nhà để dành tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Mức hỗ trợ xây nhà mới cho hộ cận nghèo là 60 triệu đồng và hộ nghèo là 80 triệu đồng, trong đó 40 triệu đồng từ nguồn ngân sách huyện, 40 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Với mức hỗ trợ này, huyện Thủy Nguyên được đánh giá là địa phương có mức hỗ trợ cao nhất thành phố. Dịp này, huyện tổ chức khánh thành bàn giao 12 ngôi nhà cho hộ cận nghèo. Như vậy đến nay, trên địa bàn huyện không còn hộ cận nghèo nào có khó khăn về nhà ở. Tại lễ khánh thành, đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên ghi nhận đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ đóng góp của các nhà hảo tâm và sự quyết tâm của các gia đình. Đây là nguồn động lực cổ vũ tinh thần giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, số hộ cận nghèo tại một số địa phương vẫn còn khá cao. Đồng chí đề nghị chính quyền địa phương cần tiếp tục rà soát, có giải pháp cụ thể, phấn đấu trong năm tới trên địa bàn không còn hộ cận nghèo. Cần tập trung các điều kiện tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ nút giao Nam Cầu Bính đến ngã tư đường Tôn Đức Thắng, Máng Nước, Quốc lộ 5, sớm đưa vào khai thác, đảm bảo giao thông trong khu vực là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Thọ tại cuộc kiểm tra tình hình thực hiện dự án chiều nay. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng, tính đến thời điểm hiện tại, công tác giải phóng mặt bằng đạt hơn 59,2%. Hiện còn vướng một hộ đất nông nghiệp, 48 hộ liên quan đến diện tích đất ở. Huyện An Dương đã phê duyệt phương án, tuy nhiên đến nay chưa có giá đất cụ thể. Đối với 7 tổ chức có đất phải thu hồi, huyện đang tiến hành các thủ tục giải phóng mặt bằng. Trong số này, nhiều doanh nghiệp đã rất tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương, ủng hộ bàn giao mặt bằng cho dự án. Về công tác thi công, hiện liên danh nhà thầu đang tiến hành đào bóc hữu cơ mặt đường, đắp cát nền đường, đắp đất đỏ, cấp phối đá dăm, hoàn thành thi công cọc xi măng đất và lắp dựng xong 2 trụ tạm cột đôi ly tâm và kéo lắp đường dây phục vụ di chuyển đường điện 110 kV. Tuy nhiên, do công tác giải phóng mặt bằng còn chậm so với kế hoạch từ 2 đến 3 tháng, nên tiến độ thi công các hạng mục nằm trên đất nông nghiệp đã không đạt kế hoạch. Ghi nhận huyện An Dương đã rất tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án trong giai đoạn 1 từ nút giao Nam Cầu Bính đến đường 208. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Thọ đề nghị huyện rà soát giải quyết dứt điểm các vướng mắc, đến ngày 20 tháng 12 phải hoàn thành bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 cho nhà thầu, bảo đảm đến 22 tháng Chạp âm lịch có thể thông tuyến giai đoạn 1. Song song với đó, tiếp tục triển khai giải phóng mặt bằng giai đoạn 2, đoạn từ đường 208 đến ngã tư cơ điện. Phấn đấu đến ngày 31 tháng 12 hoàn thành giải phóng mặt bằng các tổ chức. Cùng với đó, rà soát chặt chẽ hồ sơ của các hộ dân làm căn cứ cho việc đền bù giải phóng mặt bằng, đồng thời công khai phương án tái định cư. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị Ban Quản lý Dự án sớm có văn bản báo cáo Công ty Điện lực miền Bắc có kế hoạch cắt điện phù hợp để phục vụ thi công dự án, bổ sung hệ thống cây xanh trong phạm vi nút giao, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án đầu tư xây dựng nút giao Nam Cầu Bính vào dịp 30 tháng 4 năm sau. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Đài Truyền hình Việt Nam đã diễn ra lễ công bố và trao giải các tác phẩm tham gia Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 40. Tại buổi lễ, 38 tác phẩm xuất sắc nhất ở các thể loại đã được vinh danh giải vàng, trong đó có một giải vàng đến từ Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Xin kính chào quý vị khán giả. Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 40 đã thu hút hơn 422 tác phẩm ở 9 thể loại của các tác giả đến từ 60 đài truyền hình và đài phát thanh và truyền hình trên toàn quốc. Năm nay, các tác phẩm dự thi đa phần có tính báo chí cao, bám sát dòng thời sự lớn của đất nước, góp phần phản ánh rất rõ thực tế tác nghiệp ở nhiều địa phương, dù năm nay là một năm đầy biến động do ảnh hưởng bởi thiên tai và dịch bệnh. Ngoài các tác phẩm đoạt giải vàng, giải bạc, bằng khen ở từng thể loại dự thi, Ban tổ chức cũng công bố kết quả cuộc thi ảnh Những người làm truyền hình. Bên cạnh đó, lần đầu tiên, tại Liên hoan Truyền hình Toàn quốc có thêm giải thưởng về đề tài dân tộc miền núi và giải thưởng tương tác nội dung số. Giải thưởng phụ này do Ủy ban Dân tộc phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam trao tặng. Ban tổ chức cũng công bố khán giả may mắn trúng thưởng Smart TV và tác phẩm được bình chọn nhiều nhất của giải thưởng tương tác nội dung số. Tham dự Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 40,
Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng vinh dự giành được 3 giải thưởng: huy chương vàng ở thể loại thiếu nhi, huy chương bạc ở thể loại giao lưu tọa đàm và bằng khen ở thể loại phim tài liệu. Liên hoan truyền hình toàn quốc là sân chơi nghề nghiệp hấp dẫn, uy tín của những người làm truyền hình cả nước. Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 40 cũng là năm Đài Truyền hình Việt Nam kỷ niệm 50 năm phát sóng chương trình đầu tiên. Dấu mốc đánh dấu niềm tự hào về thành tựu của những người làm truyền hình cả nước đạt được trong nửa thế kỷ qua, để tự tin bước tiếp trên con đường đầy thử thách phía trước. Sang năm 2021, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng sẽ là đơn vị đăng cai tổ chức Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41. Ngay từ bây giờ, thành phố Hoa Phượng Đỏ và những người làm báo hình Hải Phòng đã sẵn sàng cho công tác chuẩn bị để có được mùa giải liên hoan thành công rực rỡ. Nhân dịp lễ Thiên Chúa Giáng sinh năm 2020, sáng nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã đi thăm tặng quà một số chức sắc tiêu biểu trên địa bàn. Đoàn tới thăm tặng quà Linh mục Khổng Minh Số, Tòa Giám mục Hải Phòng, Mục sư Nguyễn Kim Cương, Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Kiến An, Linh mục Trần Đức Thảo, Giáo xứ An Tân, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân. Tại các điểm, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chúc mừng các chức sắc bà con giáo dân năm mới sức khỏe, Giáng sinh an lành hạnh phúc, đồng thời mong muốn các chức sắc tín đồ tin lành tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và công tác bảo đảm an sinh xã hội của thành phố năm 2021 và những năm tiếp theo. Thay mặt bà con giáo dân, các chức sắc tiêu biểu đã cảm ơn sự quan tâm và những lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhân dịp Giáng sinh và sự đồng hành giúp đỡ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong mọi hoạt động của đồng bào công giáo. Để chỉnh trang, phát triển, mở rộng không gian đô thị, tạo ra bước đột phá xây dựng đô thị theo hướng văn minh hiện đại, quận Hồng Bàng đã tích cực triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, trong đó chuẩn bị các điều kiện để có thể tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và mục đích làm nhà ở tại phường Hùng Vương trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 47 lô đất ở tại phường Hùng Vương. Vị trí các lô đất tại khu đất đồng Đống Chuối 1, phường Hùng Vương, tổng số diện tích hơn 3.588 m². Trong đó lô đất có diện tích nhỏ nhất là 70 m², lô đất có diện tích lớn nhất là 93,8 m². Tổng giá khởi điểm của 47 lô đất trị giá hơn 43,6 tỷ đồng, trong đó giá khởi điểm thấp nhất từ 11.010.000 đồng một mét vuông, giá khởi điểm cao nhất từ 16.150.000 đồng một mét vuông. Lô đất có giá khởi điểm thấp nhất là hơn 770 triệu đồng, lô đất có giá khởi điểm cao nhất là hơn 1.480.000.000 triệu đồng. Từ khi có cái dự án này về, bản thân bà con khu tập thể và bản thân nói chung và tôi thì nói riêng, đấy, rất mong là dự án sớm hoàn thành để trở thành cái khu này là khu đô thị mới, nó khang trang và sạch đẹp. Mà thực tế nó là đẹp nhiều rồi. Đấy, đẹp nhiều. Bởi vì trước kia đây nó chỉ là cánh đồng thôi. Bây giờ nó đã trở thành cả 6,6 hectare này, rất là đẹp. Mong dự án hoàn thành để bà con được hưởng lợi và trở thành khu đô thị văn minh, sạch đẹp. 47 lô đất ở tại phường Hùng Vương chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng đất được Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng bán hồ sơ đấu giá từ ngày 12 tháng 12 đến ngày 25 tháng 12 năm 2020 trong giờ hành chính. Địa điểm bán hồ sơ tại Trung tâm Chính trị Hành chính quận Hồng Bàng, địa chỉ số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng và Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản thành phố Hải Phòng, địa chỉ số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Thời gian và địa điểm tổ chức, cuộc đấu giá sẽ được tổ chức vào 13h30 phút ngày 28 tháng 12 năm 2020 tại Trung tâm Chính trị Hành chính quận Hồng Bàng. Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng ưu tiên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các khách hàng trúng đấu giá. Thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng trúng đấu giá cung cấp đủ hồ sơ, chứng từ. Đối với những khách hàng hoàn thành đầy đủ 100% tiền trúng đấu giá trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Theo kế hoạch, ngày 19 tháng 12 này, bến xe Cầu Giào sẽ chính thức dừng khai thác để nhường mặt bằng phục vụ dự án đầu tư xây dựng cầu Giào mới. Hơn 17 năm đi vào hoạt động, bến xe Cầu Giào đã làm tốt vai trò là một trong những đầu mối vận hành vận tải hành khách lớn nhất thành phố, đáp ứng nhu cầu giao thương của người dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Nếu chỉ nhìn vào hoạt động tại bến với những chuyến xe vẫn tấp nập vào ra thì khó có thể nhận thấy chỉ còn 2 ngày nữa bến xe Cầu Giào sẽ chính thức dừng hoạt động. Chủ trương dù được biết từ những tháng trước đó, nhưng với mỗi cán bộ nhân viên bến xe, chia tay một nơi làm việc vốn gắn bó với họ hàng chục năm qua hẳn không phải là điều dễ dàng. Tuy vậy, thực hiện chủ trương của thành phố,
công tác chuẩn bị dừng bến vẫn được doanh nghiệp thực hiện rất nghiêm túc. Đối với bến thì chúng tôi thì cũng đã làm việc với các nhà xe cũng như các doanh nghiệp để thông báo cụ thể cho các nhà xe. Đối với doanh nghiệp Hải Phòng thì các doanh nghiệp cũng đang thực hiện các công tác để làm việc với Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng để làm các công tác thủ tục chuyển tuyến. Còn các doanh nghiệp của tỉnh bạn thì cũng đã, chúng tôi thì cũng về mặt tuyên truyền để cho họ nắm được về cũng và hướng dẫn họ cũng các thủ tục và yêu cầu là các doanh nghiệp về làm việc với lại Sở Giao thông Vận tải của tỉnh sở tại để làm sao đảm bảo đúng tiến độ. Từ ngày đầu quy mô hoạt động còn rất nhỏ, thời điểm hưng thịnh nhất, bến xe Cầu Giào có hàng trăm doanh nghiệp vận tải khách đăng ký hoạt động với hơn 300 lượt chuyến xe mỗi ngày đi các tỉnh thành phố trên cả nước. Theo kế hoạch, sau khi thanh lý hợp đồng với các doanh nghiệp, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền và cơ quan chuyên ngành hoàn tất việc bàn giao mặt bằng cho dự án. Sau khi mà điều chuyển các tuyến theo đúng cái văn bản chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng thì về mặt bến thì chúng tôi vẫn làm công tác bàn giao và phối kết hợp với bên trung tâm phát triển quỹ đất cũng như là các ban ngành để làm nốt cái thủ tục bàn giao và kiểu đền bù xong trước cái thời hạn. Kể từ ngày chính thức đi vào hoạt động năm 2003, 17 năm qua đã có hàng trăm nghìn lượt chuyến xe vận hành từ bến xe này. Khép lại hành trình 17 năm của một bến xe được đánh giá là sầm uất nhất thành phố Cảng để nhường địa điểm xây dựng một công trình giao thông quy mô lớn. Bỏ đi một công trình cũ để xây dựng một công trình mới to đẹp hơn. Hy sinh một lợi ích nhỏ để hướng đến mục tiêu lớn lao hơn. Mỗi cán bộ, nhân viên, bến xe Cầu Giào cùng hàng triệu người dân thành phố Cảng đã và đang tận tâm, hết lòng vì mục tiêu phát triển chung của thành phố. Tập trung phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm được huyện An Lão đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế khu vực nông thôn gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Theo đó, trong 5 năm qua, cùng với cơ chế chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản của thành phố, các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển sản xuất theo hướng tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao được huyện An Lão chú trọng chỉ đạo và hỗ trợ triển khai, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cấu trúc ngành nông nghiệp và nâng cao giá trị sản xuất trên mỗi hecta đất canh tác. Trong sản xuất nông nghiệp, huyện An Lão chỉ đạo và hỗ trợ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế lĩnh vực nông lâm thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, giảm tỷ trọng trồng lúa, tăng tỷ trọng chăn nuôi và nuôi thủy sản, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất. Xã Tân Viên là địa phương có hoạt động chăn nuôi đứng đầu huyện với gần 60 trang trại chăn nuôi. Chủ yếu các trang trại tập trung nuôi gà thịt với quy mô đàn từ 8.000 đến 12.000 con mỗi trại. Trại lợn trên địa bàn cũng có quy mô khá lớn, từ 600 con đến gần 2.000 con lợn thịt. Hoạt động chăn nuôi phát triển đã cho người lao động ở địa phương có mức thu nhập cao gấp nhiều lần so với sản xuất nông nghiệp manh mún trước đây. Gia đình tôi cũng mạnh dạn chuyển đổi từ cái chỗ cây trồng cây lúa năng suất thấp và chuyển đổi thành mô hình trang trại. Thì từ khi làm trang trại đến giờ thì nó cho hiệu quả rõ rệt với lại gia đình chúng tôi. Từ khi mà chúng tôi hai bàn tay trắng mà lập lên thì đến bây giờ thì cũng đã lập lên được. Cái này thì cũng có của ăn của để. Mô hình một năm thì cho thu nhập mà trừ chi phí rồi khoảng 300-400 triệu trên một năm. Hiện trên địa bàn huyện An Lão có gần 230 trang trại các loại, xây dựng được 8 vùng chăn nuôi, 18 vùng nuôi thủy sản, 2 vùng rau và 2 vùng trồng cây ăn quả tập trung với tổng diện tích gần 500 hectare. Năm 2019, giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân mỗi hecta đất canh tác ở An Lão đã đạt 150 triệu đồng, tăng cao so với 5 năm trước. Trong những năm gần đây là chúng tôi chỉ có hướng dẫn cho bà con nông dân phát triển một cách bền vững, làm sao để nâng cao cái chất lượng và duy trì cái số lượng trang trại nuôi gà nuôi lợn, nó đầu tư đưa công nghệ để có một cái năng suất chất lượng tốt hơn nữa. Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch đúng hướng, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng cao, đời sống của người lao động nông nghiệp không ngừng được cải thiện, nông thôn ngày một đổi mới. Có được những kết quả đó là nhờ huyện An Lão thực hiện tốt các chủ trương chính sách của thành phố về nông nghiệp nông thôn,
Sự vào cuộc quyết liệt của các phòng ban, địa phương, đơn vị liên quan trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế với mục tiêu giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân từ 15 đến 17% sau mỗi năm. Việc phát triển kinh tế trang trại góp phần phát triển kinh tế của địa phương cũng như thu nhập ổn định cho người dân. Trong thời gian tới, là ngoài việc duy trì các vùng trang trại xã hiện có, thì huyện An Lão sẽ tập trung triển khai đến ủy ban các địa bàn, ủy ban các xã là tiếp tục rà soát các vùng cấy lúa năng suất thấp không đúng quy hoạch vùng chăn nuôi để phát triển thêm các vùng chăn nuôi mới để tạo cái thu nhập cho người dân và cũng là cái tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, huyện An Lão tuyên truyền triển khai hiệu quả các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thủy sản của thành phố, tạo điều kiện về mặt bằng, thủ tục giao đất, chuyển đổi đất, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, quy hoạch xây dựng các đề án phát triển sản xuất nông nghiệp theo những yếu tố đặc trưng của từng xã, tích cực hỗ trợ các hợp tác xã, các doanh nghiệp trong tích tụ ruộng đất, xây dựng mô hình liên kết sản xuất nhằm nâng cao giá trị và hiệu quả canh tác trên mỗi hecta đất nông nghiệp. Thưa quý vị, thông tin về dự báo thời tiết sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết khu vực Hải Phòng đêm nay và ngày mai. Khu vực trung tâm thành phố nhiều mây, gần sáng và sáng có lúc có mưa nhỏ, lượng mưa không đáng kể, trời rét đậm. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 11 đến 16 độ C. Phía bắc thành phố nhiều mây, gần sáng và sáng có lúc có mưa nhỏ, lượng mưa không đáng kể, trời rét đậm. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 11 đến 16 độ C. Phía nam thành phố nhiều mây, gần sáng và sáng có lúc có mưa nhỏ, lượng mưa không đáng kể, trời rét đậm. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 11 đến 16 độ C. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà nhiều mây, gần sáng có lúc có mưa nhỏ, trời rét đậm. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 13 đến 16 độ C, độ ẩm 85 đến 90%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ nhiều mây không mưa, trời rét đậm. Đêm gió đông bắc cấp 4, cấp 5, ngày mai mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, nhiệt độ từ 13 đến 15 độ C. Vịnh Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Đêm gió đông bắc cấp 4, cấp 5, ngày mai mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động.